nhỉ. Đấy, đấy thì đó, đâu tới giờ giờ U1 á là em chọn P, P1, P2, P3 là có mẫu mã số 1, P2, P3 đó, em muốn chọn mẫu bao nhiêu thì em ví dụ mã số 1 sao nè, chỉnh X nè, Y nè, tốc độ nè, ví dụ anh chỉnh X, X nè. Phần test này nó lưu đúng không? À, không. Bây giờ chỉnh X này, X trên mua đang một cái nữa, chỉ còn 90 chẳng hạn. Y này 85 chẳng hạn. Tốc độ nó là 2.5 chẳng hạn. Thấy chưa? Rồi cái này được khó những việc khó không được, thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Hết trái này rồi. Hử? Đúng S này lưu đúng không? Nó lưu rồi, đang sao? Là P1. Sau đó lại đến P2 này à? Thấy chưa? Đang sao? P1 là X rồi, là X Y rồi. Nào, X90 này sao? Y86 rồi sao? Giờ em tắt hay là em làm gì kìa, giờ nắm P1 thì cái thông số nó vẫn lưu rồi. P1 thông số như vậy không nhảy qua P2. Cái này anh đã chơi P2 đâu, em mới chơi P1 không à? Thì đó. Em muốn cài P2 thì báo em cứ bấm test nó này nó ra em nháy này. Chết nháy rồi tao đi. Chưa. Thấy chưa mà đó, này em nháy thấy chưa? Rồi cài U2 này. Rồi mới chồng U3 màu bọn thứ hai. Cứ chết bình thường thôi. Rồi. Thì bây giờ mình cài U1, U2 rồi đúng không? Đó, U1, U2 rồi đó. U1, U2 rồi sau mình cài là nó đánh như vậy à? Đó, bây giờ đó. Điểm đánh luôn rồi. Rồi. Và cài nó chạy theo chương trình nhá. À, bây giờ cái này U được rồi đúng không? Đúng rồi. Cài xe, tấm này mở lên 401. Cài 400 là cài U này, 401 này, là cài xe này. Thế là cái xe chưa? Xe là mình cài. Cái này là xe này, thì em chọn xe 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 1 phải không? Thì bấm bấm test select cho nó ra P lại, em bấm F1. Thấy không? F1 là ra C1 này. Rồi mẫu bọn thứ nhất này là mẫu 0002 đi, thấy chưa? Rồi bấm tiếp select. Bấm select là ra 102 này, là em chọn mẫu 01, 03 là 02, 04 chọn 01 đi, thấy không? Cứ cài vậy thôi, rồi bấm test. Chắc là đi. Đây ngồi, rồi. Mình có B này xong rồi mình bấm này là lúc đấy mình chỉnh. Tại B là P em đã cài rồi, rồi. Thấy không? Cái này là gọi chạy vòng không nha? Đúng rồi. Nó cứ nó là cài phải tiếp P. Okay.